Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương, phẩm thứ 10, phần 6. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Maha Tát tu hành kinh điển vi diệu đại niết bàn thành tựu trọn vẹn công đức thứ 9? Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát tu hành kinh điển vi diệu đại niết bàn vừa phát khởi năm việc ắt được thành tựu trọn vẹn công đức thứ 9. Đó là năm việc gì? Một là đức tin, hai là lòng ngay thẳng, ba là trì giới, bốn là gần gũi bạn lành, năm là đầy đủ sự nghe nhiều. Thế nào là đức tin? Bồ Tát Maha Tát vững tin nơi tam bảo, tin rằng việc bố thí có quả báo, tin có hai loại chân lý, tin có đạo nhất thừa chứ không có thừa nào khác. Nhưng vì muốn giúp cho chúng sanh mau được giải thoát mà chư Phật Bồ Tát phân biệt nói rằng có ba thừa. Tin vào đệ nhất nghĩa đế, tin vào phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sanh, đó gọi là có đức tin. Người có đức tin như vậy, dù là Sa Môn hay Bà La Môn, Thiên Ma Phạm Thiên hay tất cả chúng sanh cũng không thể phá hoại. Nhân lòng tin ấy mà đạt được tánh của bậc thánh, tu hành bố thí, dù nhiều hay ít cũng đều được đến gần đại niết bàn, không đọa vào sanh tử. Đối với các pháp tu hành trì giới, đa văn, trí tuệ cũng đều như vậy, đó gọi là có đức tin. Tuy có đức tin như vậy, nhưng không tự thấy rằng mình có đức tin, đó gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu việc trước nhất trong công đức thứ 9. Thế nào là lòng ngay thẳng? Bồ Tát Maha Tát lấy lòng ngay thẳng mà đối với chúng sanh. Hết thảy chúng sanh khi gặp nhân duyên, ắt sanh lòng dối gian rùa nịnh. Bồ Tát không như thế. Vì sao vậy? Vì hiểu rõ rằng các pháp đều do nhân duyên. Bồ Tát Maha Tát tuy thấy những lỗi lầm, tội ác của chúng sanh cũng chẳng bao giờ nói ra với kẻ khác. Vì sao vậy? Vì e rằng khởi sanh phiền não. Nếu khởi sanh phiền não ắt đọa vào đường ác. Bồ Tát thấy chúng sanh có chút ít việc lành, liền ngợi khen xưng tán. Thế nào là việc lành? Đó là nói tánh Phật, ngợi khen tánh Phật nên khiến cho chúng sanh đều phát tâm an đậu đa la tam biểu tam bồ đề. Lúc ấy Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa nói, Đại Bồ Tát ngợi khen tánh Phật khiến chúng sanh phát tâm an đậu đa la tam biểu tam bồ đề, nghĩa ấy không hợp lý. Vì sao vậy? Khi vừa mở đầu kinh Niết Bàn này, Như Lai dạy rằng có ba loại bệnh nhân. Loại thứ nhất, nếu được gặp thầy cho thuốc, được người săn sóc, ắt dễ khỏi bệnh, nếu không thì bệnh không khỏi. Loại thứ hai, dù có gặp thầy xem bệnh cho thuốc hay không, đều không thể khỏi. Loại thứ ba, dù có gặp thầy xem bệnh cho thuốc hay không, cũng đều được khỏi. Tất cả chúng sanh cũng đều như vậy. Có những người nếu gặp được thiện hữu chư Phật Bồ Tát nghe thuyết pháp niệm màu, ắt sẽ phát tâm an đậu đa la tam biểu tam bồ đề. Nhưng nếu không gặp thì không thể phát tâm như vậy. Đó là nói hàng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Phật Bích Chi. Lại có những người tuy gặp được thiện hữu chư Phật Bồ Tát nghe thuyết pháp màu, nhưng cũng không thể phát tâm. Nếu như không gặp cũng không thể phát tâm. Đó là nói hạng nhất xiển đề. Lại có những người dù được gặp hay không được gặp chư Phật Bồ Tát cũng đều có thể phát tâm an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề, đó là nói hàng Bồ Tát. Nếu nói rằng dù gặp hay không gặp được chư Phật Bồ Tát thể đều phát tâm an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề, thì tại sao nay Như Lai lại dạy rằng do việc ngợi khen tánh Phật khiến chúng sanh phát tâm an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề? Bạch Thế Tôn, nếu như gặp được thiện hữu chư Phật Bồ Tát nghe thuyết pháp bầu, hoặc là không gặp được thể đều không thể phát tâm an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề, thì nghĩa ấy cũng không hợp lý. Vì sao vậy? Vì những người như vậy sẽ đạt được an đậu đa la tam biểu tam bồ đề, hạng nhất xiển đề, vì có tánh Phật nên dù nghe hay không nghe thì rốt cùng cũng đều sẽ đạt được an đậu đa la tam biểu tam bồ đề. Bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy thì thế nào gọi là nhất xiển đề? Như nói đó là những kẻ rất mất căn lành, nghĩa ấy cũng không hợp lý. Vì sao vậy? Vì họ không hề rất mất tánh Phật, tánh Phật ấy theo đúng lý là không thể rất mất. Vì sao Phật nói là rất mất căn lành? Như trước đây Phật thuyết 12 bộ kinh dạy rằng pháp lành có hai loại, thường và vô thường. Thường thì không bị rất mất, vô thường ắt bị rất mất. Vì các pháp lành vô thường có thể bị rất mất nên đọa vào địa ngục. Các pháp lành là thường không bị rất mất, sao không ngăn chặn được tội vào địa ngục? Tánh Phật không rất mất thì không phải là nhất xiển đề. Vì sao Như Lai nói đó là nhất xiển đề? Bạch Thế Tôn, nếu nhân nơi tánh Phật mà phát tâm an đậu đa la tam biểu tam bồ đề, vì sao Như Lai phải rộng vì chúng sanh mà thuyết giảng 12 bộ kinh?
Bạch Thế Tôn ví như bốn con sông cái, đều từ hồ Anna Bà Đạp Đa mà chảy ra. Như có chư thiên, người ta hoặc chư Phật Thế Tôn nói rằng bốn con sông ấy không chảy vào biển cả, mà chảy ngược lên nguồn, thì lời nói ấy là vô lý. Tâm Bồ Đề cũng vậy, người đã có tánh Phật, thì dù có được nghe Pháp hay không nghe Pháp, có giữ giới hay không giữ giới, có bố thí hay không bố thí, có tu hay không tu, có trí tuệ hay không có trí tuệ, lẽ ra hết thảy cuối cùng đều sẽ đạt được An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, như mặt trời mọc lên từ núi Yêu Đà Diên, lệch dần về hướng Nam. Nếu mặt trời nghĩ rằng ta không đi về phương Tây mà sẽ trở lại phương Đông, như vậy thật không có lý. Tánh Phật cũng vậy, nếu như vì không nghe Pháp, không giữ giới, không bố thí, không tu tập, không có trí tuệ mà cuối cùng không đạt được An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì không có lý. Bạch Thế Tôn, chư Phật Như Lai dạy rằng tánh của nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không, nghĩa ấy cũng không hợp lý. Vì sao vậy? Nếu trong sữa tươi không sẵn có tánh của kem sữa thì không thể làm thành kem sữa. Như trong hạt ni câu đà, nếu không có sẵn có tánh cao 5 trượng thì không thể sanh ra cây ni câu đà cao 5 trượng. Nếu trong tánh Phật không sẵn có cây An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm sao sanh ra được cây An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Lấy nghĩa này mà so với lời Phật nói rằng nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không, thì làm sao có thể tương hợp? Bây giờ Đức Thế Tôn khen rằng, lành thay, thiện nam tử, thế gian có hai hạng người rất hiếm gặp, ví như hoa yêu đàm, một là hạng người không làm điều ác, hai là hạng người có tội, biết hối cải. Những người như vậy thật rất hiếm có. Lại có hai hạng người, một là người làm ơn, hai là người biết nhớ ơn. Lại có hai hạng người, một là người thưa hỏi và thọ nhận pháp mới, hai là người ôn lại việc cũ chẳng quên. Lại có hai hạng người, một là người tạo ra việc mới, hai là người củng cố việc cũ. Lại có hai hạng người, một là người ưa nghe pháp, hai là người ưa thuyết pháp. Lại có hai hạng người, một là người khéo chất vấn, hai là người khéo giải đáp. Người khéo chất vấn chính là ông đó, người khéo giải đáp chính là Như Lai. Thiện nam tử, nhờ sự khéo chất vấn này mới có thể chuyển được bánh xe pháp vô thượng, có thể làm khô cây đại thụ 12 nhân duyên, có thể vượt qua con sông lớn sanh tử vô biên, có thể cùng ma vương ba tuần giao chiến, có thể xô ngã ngọn cờ chiến thắng mà ma ba tuần đã dựng lên. Thiện nam tử, như trước đây ta còn nói về ba loại bệnh nhân. Có loại bệnh nhân dù gặp thầy giỏi cho thuốc tốt, được người săn sóc, hoặc là không gặp thầy thuốc thì bệnh vẫn khỏi, nghĩa ấy là thế nào? Dù gặp cũng như không gặp, đó là nói tuổi thọ đã xác định. Vì sao vậy? Những người ấy trong vô lượng kiếp đã từng tu tập ba mức pháp lành, bậc cao, bậc vừa và bậc thấp. Nhờ tu ba mức pháp lành ấy, họ được tuổi thọ xác định. Nhưng người ở châu Uất Đan Việt có tuổi thọ là 1.000 tuổi. Khi họ mắc bệnh, dù có gặp thầy giỏi cho thuốc tốt hay không thì bệnh cũng vẫn khỏi. Vì sao vậy? Vì họ có tuổi thọ xác định. Thiện nam tử, như ta nói, có những bệnh nhân nếu gặp thầy giỏi cho thuốc tốt, được người săn sóc ắt bệnh dễ lành. Nếu không gặp thầy, bệnh không thể lành, nghĩa ấy là thế nào? Thiện nam tử, đối với những người ấy, tuổi thọ không xác định, dù mạng sống họ chưa dứt, nhưng nếu gặp 9 loại nhân duyên, có thể làm cho chết yểu. 9 nhân duyên ấy là gì? Một là biết thức ăn không tốt nhưng vẫn ăn. Hai là tham ăn quá nhiều. Ba là thức ăn cũ chưa tiêu, đã ăn thêm vào. 4 là việc đại tiểu tiện không tùy lúc thích hợp. 5 là khi đang bệnh không nghe theo lời thầy thuốc. 6 là không nghe lời người nuôi bệnh. 7 là cố gượng không chịu nôn mửa. 8 là đi đêm vì đi đêm nên bị quỷ ác tấn công. 9 là dâm dục quá độ. Vì duyên cớ ấy, ta nói rằng nếu bệnh nhân gặp thầy, gặp thuốc ắt được khỏi bệnh, nếu như không gặp thì không khỏi bệnh. Thiện nam tử, như trước ta nói, có những bệnh nhân dù gặp thầy thuốc hay không gặp thì bệnh cũng không thể khỏi, nghĩa ấy là thế nào? Khi mạng sống người ta sắp dứt, dù cho họ có được gặp thầy thuốc hay không gặp thì bệnh cũng không thể khỏi. Vì sao vậy? Vì mạng sống đã sắp dứt. Vì nghĩa ấy nên ta nói rằng có những bệnh nhân dù gặp thầy gặp thuốc hay không gặp thì bệnh cũng không khỏi. Chúng sanh cũng vậy. Có những người phát tâm Bồ Đề, nếu gặp được thiện hữu chư Phật Bồ Tát thưa hỏi và thọ nhận giáo pháp sâu xa, hoặc dù không gặp cũng đều sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Vì họ có thể phát tâm Bồ Đề cũng như người ở châu Uất Đan Việt có tuổi thọ xác định. Như ta nói, từ hàng Tu Đà Hoàng cho đến Phật Bích Chi,
Nếu được nghe thiện hữu chư Phật Bồ Tát thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, ắt sẽ phát tâm ả nậu đà la tam miệu tam bồ đề. Nếu không được gặp chư Phật Bồ Tát và chẳng nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, ắt sẽ không thể phát tâm ả nậu đà la tam miệu tam bồ đề. Cũng giống như những người không có tuổi thọ xác định, do chín nhân duyên có thể phải chết yểu. Những bệnh nhân ấy nếu được gặp thầy gặp thuốc thì được khỏi bệnh, nếu không gặp thì không khỏi bệnh. Cho nên ta nói rằng, nếu họ gặp Phật, Bồ Tát và nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, ắt sẽ có thể phát tâm. Nếu như không gặp thì họ không có thể phát tâm Bồ Đề. Như trước ta nói rằng, có những người dù gặp được thiện hữu chư Phật, Bồ Tát và nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu hoặc là không gặp, đều không thể phát tâm Bồ Đề. Nghĩa ấy là thế nào? Thiện nam tử hạng nhất thiện đề, nếu gặp được thiện hữu chư Phật Bồ Tát và nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu hoặc là không gặp, đều không liều bỏ tâm nhất thiện đề. Vì sao vậy? Vì họ đã dứt mất pháp lành. Hạng nhất thiện đề cũng đạt được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vì sao vậy? Nếu họ có thể phát tâm bồ đề thì không gọi họ là nhất thiện đề nữa. Thiện nam tử, do duyên cớ gì mà ta nói rằng hạng nhất thiện đề cũng đạt được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề? Hạng nhất thiện đề thật ra không thể đạt được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Họ như bệnh nhân tuổi thọ đã hết, dù gặp thầy hay thuốc tốt, được người chăm sóc cũng không thể khỏi bệnh. Vì sao vậy? Vì tuổi thọ đã hết. Thiện nam tử, nhất thiện nghĩa là đức tin, đề nghĩa là không đủ, không đủ đức tin nên gọi là nhất thiện đề. Tánh Phật không phải đức tin, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Thiện nam tử, nhất thiện nghĩa là phương tiện khéo léo, đề nghĩa là không đủ. Vì tu tập không đầy đủ phương tiện khéo léo nên gọi là nhất thiện đề. Tánh Phật không phải việc tu phương tiện khéo, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất thiện nghĩa là tiến triển, đề nghĩa là không đủ. Vì tiến triển không đủ nên gọi là nhất thiện đề. Tánh Phật không phải sự tiến triển, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất thiện nghĩa là niệm tưởng, đề nghĩa là không đủ. Vì niệm tưởng không đủ nên gọi là nhất thiện đề. Tánh Phật chẳng phải sự niệm tưởng, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất thiện nghĩa là định tâm, đề nghĩa là không đủ. Vì không đủ định tâm nên gọi là nhất thiện đề. Tánh Phật không phải sự định tâm, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất thiện nghĩa là trí tuệ, đề là chẳng đủ. Vì không đủ trí tuệ nên gọi là nhất thiện đề. Tánh Phật không phải trí tuệ, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất thiện nghĩa là pháp lành vô thường, đề là không đủ. Vì không đủ pháp lành vô thường nên gọi là nhất thiện đề. Tánh Phật là thường, chẳng phải lành, chẳng phải không lành. Vì sao vậy? Pháp lành là do phương tiện mà được, nhưng tánh Phật không do phương tiện mà được. Cho nên tánh Phật không phải pháp lành. Vì sao tánh Phật cũng chẳng phải không lành? Vì có thể đạt được quả lành. Quả lành đó là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Lại nữa, pháp lành đó sanh ra rồi mới đạt được, nhưng tánh Phật không phải sanh ra rồi đạt được, cho nên chẳng phải pháp lành. Vì dứt mất việc sanh ra đạt được các pháp lành nên gọi là nhất thiện đề. Thiện nam tử, như lời ông hỏi, nếu hạng nhất thiện đề có tánh Phật, vì sao không ngăn chặn được tội vào địa ngục? Thiện nam tử, hạng nhất thiện đề không có tánh Phật. Thiện nam tử, ví như một vị vua nghe tiếng đàn không hầu trỗi lên thánh thót êm dịu, lòng vua say mê vui thích, lưu luyến không muốn rời xa. Vua liền hỏi vị đại thần rằng, âm thanh êm dịu ấy từ đâu ra vậy? Đại thần tâu, âm thanh êm dịu ấy từ nơi đàn không hầu mà ra. Vua bảo, hãy đem âm thanh ấy đến đây. Liền đó đại thần mang đàn không hầu đến đặt trước vua và tâu rằng, đại vương, ngài nên biết rằng vật này chính là âm thanh êm dịu ấy. Vua liền bảo cây đàn rằng, kêu lên đi, kêu lên đi. Nhưng cây đàn im lìm không phát ra tiếng. Vua liền cắt đứt dây đàn cũng không nghe được tiếng. Vua liền phá tung tất cả vỏ đàn sườn gỗ, cố tìm âm thanh êm dịu kia mà không được. Lúc ấy vua liền nổi giận với đại thần, sao dám nói dối với ta như vậy? Đại thần tâu rằng, muốn nghe âm thanh không thể làm như vậy, cần có đủ các duyên và phương tiện khéo léo mới nghe được âm thanh. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, không có chỗ trụ, phải dùng phương tiện khéo mới có thể thấy. Nhờ thấy tánh Phật mà đạt được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Hạng nhất thiện đề không thấy được tánh Phật, làm sao có thể ngăn chặn những tội đọa vào ba đường ác?
Thiện nam tử, nếu một người Nhất Thiện Đà tin rằng có tánh Phật, nên biết rằng người ấy không đọa vào ba đường ác, cũng không gọi là Nhất Thiện Đà nữa. Vì không tự tin mình có tánh Phật nên mới đọa vào ba đường ác. Vì đọa vào ba đường ác nên mới gọi là Nhất Thiện Đà. Thiện nam tử, như lời ông hỏi, nếu trong sữa tươi không sẵn có tánh của kem sữa, lẽ ra không thể làm thành kem sữa. Nếu hạt ni câu đà không sẵn có tánh cao năm trượng, lẽ ra không thể mọc thành cây cao năm trượng. Chỉ người ngu si mới lập luận như vậy, kẻ có trí chẳng bao giờ nói những lời như thế. Vì sao vậy? Vì thật không có tánh. Thiện nam tử, nếu trong sữa tươi đã sẵn có tánh của kem sữa, lẽ ra không cần đến tác động của các duyên. Thiện nam tử, ví như pha nước với sữa tươi rồi chờ đến cả tháng cũng không thành kem sữa. Nhưng nếu cho một giọt nhựa cây vào sữa liền thành kem sữa. Nếu trong sữa tươi vốn có kem sữa, cần gì phải đợi các duyên? Tánh Phật của chúng sanh cũng vậy. Phải dựa vào các duyên mới thấy được tánh Phật. Phải dựa vào các duyên mới đạt được an nậu đa la tam miễu tam bồ đề. Nếu phải đợi có các duyên rồi mới thành tựu, tức là không thật có tánh. Vì không thật có tánh nên có thể đạt được an nậu đà la tam miệu tam bồ đề. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy Bồ Tát Ma Ha Tát thường ngợi khen điều thiện của người, không nói chỗ khiếm khuyết, đó gọi là lòng chân chất ngay thẳng. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là lòng chân chất ngay thẳng của Bồ Tát? Bồ Tát Ma Ha Tát thường không phạm vào điều ác. Ví như có lỗi lầm liền lập tức sám hối, đối với thầy dạy hoặc bạn bè không hề che giấu, lại sanh lòng hổ thẹn và tự trách, không dám tái phạm, đối với tội nhẹ cũng cho là rất nặng. Như có người gạn hỏi liền đáp là quả thật có phạm tội, nếu lại hỏi việc ấy là tốt hay không tốt liền đáp là không tốt, nếu lại hỏi việc ấy là thiện hay bất thiện liền đáp là bất thiện, nếu lại hỏi tội ấy mang đến quả lành hay quả dữ liền đáp rằng tội ấy thật chẳng phải quả lành, nếu lại hỏi tội ấy do ai tạo ra, không phải do Phật Pháp Tăng tạo ra đó chăng? Liền đáp là không phải do Phật Pháp Tăng, chính do tội tạo ra, do sự tập hợp cấu thành của các phiền não. Vì lòng ngay thẳng nên tin có tánh Phật, vì tin có tánh Phật nên không thể gọi là Nhất Thiện Đà. Vì lòng ngay thẳng nên gọi là đệ tử Phật, dù thọ nhận của chúng sanh những y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, mền gối, thuốc men, mỗi loại đến số muôn ngàn, cũng chẳng phải là nhiều, đó gọi là lòng ngay thẳng của Bồ Tát. Thế nào là Bồ Tát tu hành trì giới? Bồ Tát Ma Ha Tát thọ trì giới cấm, không phải vì muốn sanh lên cõi trời, cũng không vì sự sợ sệt, cho đến không thọ trì các tà giới ngoại đạo như giới chó, giới gà, giới bò, giới trí. Trong việc trì giới, Bồ Tát không phá giới, không giữ theo những giới có sự khiếm khuyết, có tỉ vết, có sự hỗn tạp, không chỉ giữ theo các giới của hàng thanh văn mà thọ trì đầy đủ giới hạnh của hàng đại Bồ Tát, tu tập thi la ba la mật. Được giới trọn vẹn đầy đủ mà không sanh kiêu mạn, đó gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu việc thứ ba là trì giới. Thế nào là Bồ Tát gần gũi bạn tốt? Đại Bồ Tát thường vì chúng sanh thuyết giảng về các đường lành, không nói các đường ác, giảng rõ rằng các đường ác không phải là quả báo của những việc lành. Thiện nam tử, thân Như Lai hiện nay tức là thiện tri thức chân thật của tất cả chúng sanh, cho nên có thể rất sạch tà kiến của Bà La Môn Phú Giả La. Thiện nam tử, những chúng sanh nào được gần gũi Như Lai, dù đã có nhân duyên phải sanh vào địa ngục nhưng liền được sanh lên cõi trời. Những người như Tu Na Sát Đà La lẽ ra phải đọa vào địa ngục nhưng nhờ gặp Như Lai liền dứt trừ nhân duyên địa ngục, được sanh lên cõi trời thuộc sắc giới. Tuy có những người như các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nhưng không được gọi là thiện tri thức chân thật của chúng sanh. Vì sao vậy? Vì là nhân duyên sanh tâm Nhất Thiện Đà. Thiện nam tử, thuở trước khi Như Lai ở thành Ba La Nại, Xá Lợi Phất có dạy hai người đệ tử, một người quán tướng xương trắng, một người quán đếm hơi thở. Trải qua nhiều năm, hai người ấy chẳng được định. Vì nhân duyên ấy, họ sanh tà kiến nói rằng không có pháp vô lậu niết bàn. Nếu có pháp ấy, đã ra tôi đã đạt được rồi. Vì sao vậy? Vì tôi giữ được trọn vẹn giới cấm đã thọ. Thuở ấy, thấy những tỳ kheo kia sanh tà tâm như vậy, Như Lai liền gọi Xá Lợi Phất đến của trách rằng: ông thật không khéo dạy, tại sao ông thuyết pháp trái ngược với hai đệ tử ấy? Hai đệ tử của ông tính cách khác nhau, một người từng làm nghề giặt quần áo, một người từng làm thợ vàng. Đối với người thợ vàng nên dạy phép quán đếm hơi thở, đối với người thợ giặt nên dạy phép quán tướng xương trắng. Bởi ông dạy điều ngược lại nên hai người ấy sanh ra tà kiến xấu ác. Lúc đó Như Lai vì hai người ấy mà thuyết pháp tương ứng, họ nghe rồi liền chứng đắc quả A-la-hán. Vì thế Như Lai chính là thiện tri thức chân thật của tất cả chúng sanh.
chứ không phải những người như các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Nếu những chúng sanh nào có phiền não rất nặng mà gặp được Phật, Phật sẽ dùng phương tiện mà vì họ rất sạch những phiền não ấy. Như em ta là Nan Đà, có lòng tham dục rất mạnh mẽ, ta đã dùng mọi phương tiện khéo léo mà dứt trừ cho. Lại như Ương Quật Ma La, có lòng sân hận rất nặng, nhờ gặp Như Lai mà lòng sân hận liền dứt. Như vua A Xà Thế, có lòng ngu si nặng, nhờ gặp Như Lai nên lòng ngu si liền dứt hết. Như ông trưởng già, bà Hy già, trong vô lượng kiếp đã tích tập phiền não rất nặng, nhờ gặp Như Lai liền được dứt trừ. Ví như có những kẻ xấu ác hèn hạ mà gần gũi với Như Lai, làm đệ tử Như Lai, nhờ nhân duyên ấy liền được tất cả mọi người và chư thiên cung kính thương tưởng đến. Như Thì Lợi Cúc Đà, tà kiến rất nặng, nhờ gặp Như Lai nên tà kiến dứt sạch. Nhờ gặp Như Lai nên dứt trừ nhân địa ngục, tạo duyên sanh lên cõi trời, như ông Khí Hư thuộc hạng Chiên Đà La. Vào lúc sắp chết, nhờ gặp Như Lai liền được kéo dài thọ mạng như kiểu Thi Ca. Lòng điên cuồng rối loạn, nhờ gặp Như Lai liền trở lại sáng suốt như xưa, như Xấu Củ Đàm Di. Còn nhà đồ tể thường làm nhiều nghiệp ác, nhờ gặp Như Lai liền liều bỏ được, như Tỳ Kheo Xiển Đà. Nhờ gặp Như Lai liền thả bỏ thân mạng chứ không hủy phạm giới cấm, như Tỳ Kheo Thảo Hệ. Vì những nghĩa ấy, Tỳ Kheo A Nan có nói rằng được nửa phần phạm hạnh đủ gọi là thiện tri thức, nhưng Như Lai dạy rằng không phải vậy, đầy đủ phạm hạnh mới được gọi là thiện tri thức. Như vậy gọi là Bồ Tát tu hành đại niết bàn, thành tựu trọn vẹn việc thứ tư, gần gũi bạn lành. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều? Đại Bồ Tát vì mục đích đạt đến đại niết bàn mà sao chép tụng đọc phân biệt giảng nói 12 bộ kinh, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trừ ra 11 bộ kinh chỉ thọ trì tụng đọc sao chép giảng nói một bộ Tỳ Phật Lược, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trong số 12 bộ kinh chỉ thọ trì riêng một kinh điển vi diệu đại niết bàn này, tụng đọc sao chép giảng nói, đó cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trong toàn bộ kinh điển này chỉ có thể thọ trì một bài kệ 4 câu, hoặc trừ ra cả bài kệ ấy chỉ còn có thể luôn ghi nhớ là Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, đó cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trừ ra cả việc ghi nhớ ấy, nếu rõ biết được rằng Như Lai thường không thuyết pháp, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Vì sao vậy? Vì pháp thật không có tánh, tuy Như Lai thuyết giảng hết thảy các pháp nhưng thường không có chỗ thuyết. Như vậy gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn, thành tựu trọn vẹn việc thứ năm, đầy đủ sự nghe nhiều. Thiện nam tử, như có kẻ nam người nữ lòng lành vì đại niết bàn mà thành tựu trọn vẹn năm việc ấy, thì có thể làm được việc khó làm, nhẫn chịu được việc khó nhẫn, thí xả được việc khó thí. Thế nào là Bồ Tát làm được việc khó làm? Như nghe nói có người ăn mỗi ngày một hạt mè mà đạt được An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, rồi vì tin lời ấy cho nên trong vô lượng vô số kiếp thường chỉ ăn mỗi ngày một hạt mè mà thôi. Như nghe nói có người đi vào trong lửa mà đạt được An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, rồi vì tin lời ấy nên trong vô lượng kiếp ở tại địa ngục A Tỳ vào trong lửa đỏ, đó gọi là Bồ Tát làm được việc khó làm. Thế nào là Bồ Tát nhẫn chịu được việc khó nhẫn? Như nghe rằng có người chịu khổ, bị đánh bằng tay, bằng gậy, bằng dao, bị ném đá, do nhân duyên ấy mà đạt được đại niết bàn, liền trải qua vô lượng vô số kiếp, tự mình chịu đựng hết thảy những việc ấy mà chẳng cho là khổ, đó gọi là Bồ Tát nhẫn chịu được việc khó nhẫn. Thế nào là Bồ Tát thí xả được việc khó thí? Như nghe rằng nhờ bố thí cho người khác những gia sản thành trì vợ con, đầu mắt tủy não mà đạt được An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, liền trải qua vô lượng vô số kiếp mang cả gia sản thành trì vợ con, đầu mắt tủy não của mình ra bố thí cho kẻ khác. Đó gọi là Bồ Tát thí xả được việc khó thí. Tuy Bồ Tát làm được những việc khó làm nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là việc do ta làm. Đối với những việc khó nhẫn chịu và khó thí xả cũng vậy. Thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có duy nhất một đứa con nên rất thương yêu, cho mặc quần áo đẹp, cho ăn thức ăn ngon, tùy thời nuôi dưỡng không thiếu thốn gì cả. Những đứa con ấy đối với cha mẹ sanh lòng khinh khi, hỗn hào, nhục mạ. Nhưng cha mẹ vì thương yêu con chẳng sanh lòng giận, cũng chẳng nghĩ đến việc mình đã nuôi con ăn mặc. Đại Bồ Tát cũng vậy, xem tất cả chúng sanh như con một của mình. Nếu con có bệnh, cha mẹ như cũng bệnh theo, lo lắng chạy thầy chạy thuốc hết lòng điều trị. Đến khi con đã khỏi bệnh rồi, cha mẹ cũng chẳng nghĩ đến việc đã khó nhọc lo chữa trị cho con. Bồ Tát cũng thế, thấy chúng sanh mang bệnh phiền não, bèn đem lòng thương tưởng, thuyết pháp cho nghe.
Nhờ nghe pháp phiền não được dứt trừ, đến khi phiền não dứt rồi, Bồ Tát cũng chẳng nghĩ rằng ta đã vì chúng sanh mà dứt trừ phiền não. Nếu có ý nghĩ như vậy thì chẳng bao giờ được thành tựu A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ là ta không thuyết pháp với một chúng sanh nào khiến cho được dứt trừ phiền não cả. Đại Bồ Tát đối với chúng sanh không giận không vui. Vì sao vậy? Nhờ khéo tu tập pháp tam muội không, nếu Bồ Tát tu pháp tam muội không thì còn sanh lòng giận lòng vui đối với ai? Thiện nam tử, ví như núi rừng bị lửa dữ thiêu rụi, hoặc bị người ta chặt đốn, hoặc bị nước lũ tràn ngập, nhưng cây rừng nơi ấy biết đối với ai mà sanh lòng giận lòng vui? Đại Bồ Tát cũng giống như vậy, đối với chúng sanh không giận không vui. Vì sao vậy? Vì tu pháp tam muội không. Bấy giờ Đại Bồ Tát quang minh biến chiếu, cao quý Đức Vương bạch Phật: Thế Tôn, tánh của tất cả các pháp tự chúng là không, hay vì không có tánh không cho nên không? Nếu tánh của các pháp tự chúng là không thì lẽ ra không phải tu pháp không rồi sau mới thấy được tánh không. Vì sao Như Lai dạy rằng nhờ có tu pháp không mới thấy được tánh không? Nếu tánh của các pháp tự chúng chẳng phải không thì dù có tu pháp không cũng không thể làm cho chúng trở thành không. Phật dạy: Thiện nam tử, tánh của tất cả các pháp vốn tự chúng là không. Vì sao vậy? Vì tánh của tất cả các pháp là không thể nắm bắt. Thiện nam tử, tánh của sắc không thể nắm bắt. Thế nào là tánh của sắc? Tánh của sắc không phải đất nước lửa gió, cũng không lìa khỏi đất nước lửa gió. Không phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không lìa khỏi xanh vàng đỏ trắng. Chẳng phải có, chẳng phải không. Lẽ nào lại nói rằng sắc có tự tánh? Vì tánh của sắc không thể nắm bắt nên nói là không. Tất cả các pháp cũng đều như vậy, vì chúng tương tự nhau, liên tục tiếp nối nhau. Phàm phu thấy vậy liền nói rằng tánh của các pháp chẳng hề rỗng không vắng lặng. Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ năm việc nên thấy rõ tánh của các pháp vốn là rỗng không vắng lặng. Thiện nam tử, nếu có sa môn bà la môn nào thấy rằng tánh của tất cả các pháp chẳng phải là không, nên biết rằng những người ấy không phải sa môn bà la môn. Họ không được tu tập bát nhã bà la mật, không được vào cảnh giới đại bát niết bàn, không được gặp chư Phật Bồ Tát trong hiện tại. Họ là quyến thuộc của ma. Thiện nam tử, tự tánh của tất cả các pháp vốn là không, nhưng cũng nhận lời Bồ Tát tu tập pháp không nên thấy các pháp là không. Thiện nam tử, cũng như tánh của tất cả các pháp là vô thường, cho nên sự hoại diệt mới có thể diệt mất các pháp. Nếu tánh của các pháp chẳng phải vô thường thì sự hoại diệt không thể diệt mất các pháp được. Những pháp hữu vi vì có tướng sanh nên sự sanh mới có thể sanh ra, vì có tướng diệt nên sự diệt mới có thể diệt mất. Hết thảy các pháp vì có tướng khổ nên sự khổ mới có thể làm cho khổ. Thiện nam tử, cũng như tánh của muối là mặn nên có thể làm cho vật khác trở nên mặn. Tánh của đường là ngọt nên có thể làm cho vật khác trở nên ngọt. Tánh của giấm là chua nên có thể làm cho vật khác trở nên chua. Tánh của gừng là cay nên có thể làm cho vật khác trở nên cay. Tánh của cây ha lê lạc là đắng nên có thể làm cho vật khác trở nên đắng. Tánh của trái am la là nhạt nên có thể làm cho vật khác trở nên nhạt. Tánh của chất độc là có thể gây hại nên khiến cho vật khác bị hại. Tánh của chất cam lộ cứu người khỏi sự chết, nếu hợp với vật khác cũng có thể cứu người khỏi sự chết. Bồ Tát tu pháp không cũng giống như vậy, nhờ tu pháp không nên thấy tánh của tất cả các pháp vốn là rỗng không vắng lặng. Bồ Tát quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn,